Lan xin chào cả nhà buổi sáng nha. Sáng nay Lan đi lại Banh Đình gặp gần tới Noel là bà con người ta bán mấy cái cây này nè để trưng cho Noel đó, rất nhiều nha, để Lan đi dài tới cho bà con coi. Nói chung cái này là ở ngoài trời nha, cái mấy cái kiểng này là người ta bán trồng ở ngoài trời, còn ở trong á, là mình bước vô khỏi cái cửa trong á, là bán đồ để trồng trong nhà. Thì mời bà con đi Banh Đình Warehouse với Lan nha. Chỗ này thì bán rất là nhiều bông hoa, cây cối. Rồi Lan đi mua một số đồ để mình trồng ở sau hè. Coi có cái gì mình thích thì mình mua về nhà mình trồng. Mời bà con đi shop với Lan. Đó, cái ảnh đó đứng đó bà con biết không? Hồi nãy đó, đi vô đó, Lan nói bà con nghe. Bị ảnh chách rồi, coi có chích hai mũi không? Chích hai mũi trình đàng hoàng rồi cái mình mới được đi vô. Đó. Rồi ở đây là bán bông nha. Wow, bông mùa giờ đẹp quá bà con ơi. Lan thấy rất là đẹp nè. Để Lan ngưng lại Lan mua hai bụi coi nha. Hình như là một bụi trong này nó có ba màu á bà con. Trong này một mũi ba bốn màu nè, mà nhầm cái nó chưa có nở. Thì bây giờ mình lấy mấy cái nào mà nó nở rồi á thì chắc ăn như bắp à. Cứ mua đại cái nào nở rồi đi nha. Để Lan lựa hai chậu coi. Về trồng thì cái bông mùa giờ này thì mình trồng giống như là nó không có chết mà con nó giống như là sang năm cái nó mọc nữa hả. Cái này đỡ tốn tiền nè, hà tiện nè, mua cái này nè, mà nó cũng đẹp nữa, nhiều màu, rất là nhiều màu đẹp, hình như nó không có màu đỏ đó. Ở nhà Lan thì có bông mùa giờ cái loại khác, cái loại này là loại nhuyễn nha, cái lá nó nhỏ nhỏ chứ không phải là lá bự đó. Lựa tới lựa lui hoài, cứ đổi cái của người ta hoài trời. Hình như nhiều quá chán, dòm thấy nó chóng mặt. Không biết lựa cái nào nữa, cứ bưng tới bưng lui ngồi gãy của người ta hết nữa đi trời ơi. Lan thì Lan thích màu cam, màu hồng, hình như nó cũng có màu đỏ bà con ơi. Một bụi gì hình như có 4 đồng à, 4 đồng à, 4 đồng ba mấy sen nó gì đó. Ưa cái vụ quên giá lắm. Vừa dòm xong hồi quên mất tiêu rồi. Rồi trả lại người ta một chậu, chọn hai chậu kia bà con ơi. Đó, còn bên đây thì dạng thọ. Rồi bông ở dưới nhầm cái loại bông Lan không biết tên nha. Bên đây cũng là bông nữa nè bà con. Người ta ương nhiều lắm, rất là nhiều nha. Muốn mua bông hoa gì á, mình ở Melbourne á, ở Úc á, thì tới Banh Đình á, mua nhiều hơn là mấy chỗ shop bán bông. Tha hồ mà mình lựa. Cái này là tất cả ở đây là trồng ở ngoài trời hết nha bà con. Đây bây giờ Lan quẹo vô cái lane này là cái chỗ người ta bán rau cải mình trồng đó bà con. Bây giờ Lan đã thấy nó bán dưa leo nè. Để mình lựa coi cái bụi dưa leo nào nó khỏe. Giống như nhiều khi người ta ương á, nó nhầm bụi nó cũng chết đi bớt nữa. Với nó yếu á, Lan đang lựa đó. Mà trồng cái này bực mình lắm bà con ơi. Nhiêu ốc sên nó ăn hết trơn à. Bữa hổm trồng hết một đợt rồi. Bữa nay mua nữa nè. Mà tại vì không dám bỏ thuốc ốc. Bỏ thuốc ốc con chó mình ăn vô là nó chết nữa. Nó Lan đang lựa dưa leo đó. Rồi thôi lấy đại cái bụi này cho rồi bà con ơi. Đó lấy đại bụi đó đi nha. Đó, rồi đi chỗ khác nữa. Ở đây Lan thấy cái bụi hình như là bụi bí. Sao nó nhỏ xíu chưa gì hết, nó có bông rồi bà con ơi, có ngộ quá à. Nó nào giờ Lan chưa có thấy trái này nha, ngộ rê vậy đó, bụi nhỏ nhỏ gì nó có trái rồi, để thấy nó ngộ quá à, mà nào giờ Lan chưa có từng trồng cái đó. Rồi bây giờ mình qua bên đây nha. Wow, người ta ương quế bà con, quế Việt Nam mình đó, mà người ta bán người ta để là quế Thái chứ quế Việt Nam mình đó. Đó, nguyên một bụi nó vậy đó. Bây giờ mình lựa coi cái bụi nào nó khỏe thì Lan lấy một bụi nha. Rồi Lan qua bên đây là người ta bán cà tô mát đó bà con. Cà hình như cũng nhiều loại lắm nè. Để Lan đi coi cái Lan lựa loại nào Lan mua nha. Về nhà trồng. Cà chua đó bà con. Cà tô mát nó bán tới trên mười mấy loại luôn nha bà con. Nhiều lắm. Ồ, còn ở đây bà con ơi, cái loại ớt này cay dữ cho lắm nè. Người ta kêu là ớt ma quỷ vậy đó, nó cay dữ lắm. Để Lan đi dài tới cho bà con coi nha. Cà tô mát mà nó có loại đen nữa bà con thấy không? Đó, dài tới đây nè. Có nó để xen kẽ ớt vô, cà vô. Đó, ở đây loại khác nữa nè bà con ơi.
nó rất là nhiều nha, cho người ta tha hồ mà lựa. Hình như mấy người Ý người ta hái trồng cà dữ lắm bà con, người ta trồng rất là nhiều, người ta ăn không hết, người ta đem phơi khô, người ta làm để dành ăn, để dành người ta làm súp cà đì, không thôi người ta làm tương cà bà con, giống như người ta làm cà sốt đó đó, mấy người quen cũng ưa lo cho lan cà sốt đó đó. Mấy bên này nữa nè rất là nhiều. Còn cái này là cà cherry nha bà con, giống như là cái cà này trái nhỏ 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 mình ăn giống như là trái cherry á, nó kêu là cà cherry đó, dài tới đây. Cà nữa nè nhiều dữ lắm, tha hồ mà lựa, muốn mua cái gì lại đây, lại Banh Đình qua hao á bà con ơi, lựa cho thoải mái. Còn nhiều khi ở shop người ta bán chỉ có vài bụi mà mình không có lựa thoải mái. Ở đây là ớt nữa nha, ớt mà mình phải đào dòm coi chữ nó cay hay không nha bà con. Rồi Lan đi qua cái đường khác nha, bên dưới này là quế ta, quế tây đó bà con, ở trên này quế Việt Nam mình nữa nè, mà nó ương cái kiểu khác á đó. Dưới mép dưới là quế tây nha, dòm nó cũng giống quế mà cái cây nó màu trắng, ở trên này mới là quế Việt Nam mình nè. Để Lan coi thử nó có tốt không nha, Lan thấy nó để khít với nhau thì mình thấy nó tốt lắm, nhưng thật ra nó ương không có lên nhiều bà con ơi, thứ quyêu à, đè đầu dạch người ta coi hết đi đó, nó rất là thưa nha, không có tốt bằng cái bụi nãy Lan mua. Bên đây là xà lách đó bà con, mép dưới xà lách. Còn ở trên này nè bà con biết không, là nó kêu là minh, là thật ra là húng cây, rồi rau răm hành lá gì nó ương tá lả hột giờ nó đây nhiều lắm đó bà con. Ngồi đồng đây là ba cái loại này, xà lách nè, với cái mùi vị của mấy người Tây người ta làm á đó, rất là nhiều nha, đủ hết trơn đây nè. Wow, làm thấy nó bán cây kinh giới á bà con, kinh giới mình ăn bún riêu bún quế rồi đó bà con, mà tụi Tây nó làm trà nó uống nha bà con biết không. Cây kinh giới này nó dễ sống lắm, nó yêu cầu có một cây thôi, gớt hột nó mọc tùm lum nhà lan hết trơn á. Rồi bây giờ Lan đi qua cái len bên đây nha, mình coi coi cái gì đây. Ở đây nó bán dâu á bà con, trái dâu á, trái dâu để mình trồng á. Rồi tới đây, wow, bà con biết nó bán cái gì không? Nó bán cái trái là nó để ra tiếng Anh là mooseberry, là trái dâu tầm ăn mình đó bà con, mà loại trắng nha, đẹp không? Đó, nó cứ để là mooseberry. Còn ở đây cũng là mooseberry luôn, mà cái loại màu đỏ loại thường. Còn cái trái này trái sung, còn cái trái này là raspberry, trái rút ruột á. Lan ư kêu trái rút ruột, không biết phải tiếng Việt là trái rút ruột không, mình cũng không biết nữa. Hình như mép dưới người ta để ớt á bà con. Còn ở trên này người ta bán chanh dây đủ loại hết trơn nha, nhiều lắm. Nó loại thường có, rồi loại màu vàng có màu đỏ nữa bà con. Người ta bán rất nhiều loại chanh dây. Rồi Lan đẩy xe qua cái chỗ khác nha bà con, thì ở đây người ta bán mấy cái cây kiểng cho mình trồng ở nhà đó, bông hoa đồ gì đó. Đây, ở đây Lan gặp ở đây nó bán quế nè, cái loại chậu bự nha, 11 đồng, 11 đồng 95 cent, cũng như 12 đồng đi bà con. Ngò đồ nó bán loại bự đó. Ồ, ôi cây cà tím bà con ơi, nó bự hết biết luôn, có bông rồi. 11 đồng 95 như 12 đồng bụi đi. Wow, lớn quá. Rồi cà tô mát cũng bụi bự nha. Mấy cái này là sắp sửa có trái, mình mua về là mình ăn được liền đó. Là mình chăm sóc nó là nó có trái đó, khỏi sợ chết bà con. Để Lan lựa bừng cây đại đi, chứ mua nhỏ nhỏ về bị ốc sên ăn cũng vậy à. Đó, Lan lựa cây này đi, lại bưng đại cây này đi, 12 đồng. Không biết đủ vốn không đây, về chồng á. Bây giờ Lan đi qua cái len khác nữa, để nó vô. Rồi bây giờ Lan đẩy qua chỗ khác nha. Bên đây toàn bộ là dâu tây đó bà con. Nó bán một chậu này nè, nó làm đẹp sẵn vậy rồi đó, là 19 đồng 95 sen ở đây, ưa cái vụ gì đó bà con. Đó, còn cái này Lan đi dài tới đây nha. Wow, bà con biết thấy gì chưa? Nó bán ở Việt Nam mình là ta kêu hoa chuối á, giống như là cái bông bông chuối á đó. Đó, quá trời nhiều màu luôn. Còn đi dài tới đây thì nhiều mấy cái loại kiểng, mấy người Tây người ta thích trồng thiên nhiên á, cho mấy con chim đồ nó ăn hột quá bà con, nó lợi nó đậu rồi chơi, mấy người Tây người ta thích trồng vậy đó. Nó mình cũng không biết tên gì, nó nhiều quá à. Nó mấy loại bông mình không biết tên nha.
Đó, qua bên đây cũng vậy nữa nè, đi dài tới bà con ơi. Cái này thì lavender nè, bông lavender, rồi mấy cái chậu loại kiển treo của bà con. Nó một chậu gì nó bán 20 đồng. Kiển treo. Rồi lăn quẹo qua cái lên bên đây là nó bán, cái đường này là bán toàn bộ là hoa hồng nha. Nhưng mấy loại hoa hồng này là loại thường thôi bà con, chứ không có cái hiệu mà Lan ưa nói mà loại hoa hồng thơm á. Của David Austin thì không có, cái này hoa hồng nhung nè. Nó ở đây thì nó bán mấy loại thường, thế đây cũng hoa chuối màu vàng nữa đó bà con. Rồi để Lan đi quẹo qua cái cua khác nữa nha. Đó, nhiều lắm. Rất là nhiều loại bông, mình không có bất thể nào mà nhớ tên hết đó bà con ơi. Lan cũng không nhớ đâu, không có gành hết. Giống như mình chỉ thích một hai loại nào thì mình nhớ tên thôi, chứ nó quá trời nhiều luôn rồi, nhiều lắm. Đó, bây giờ Lan đi tới. Cái loại hoa này ngộ quá, hồi nào giờ lần đầu tiên là mới thấy cái bông trắng mà nhị nó đỏ, cũng ngộ, dễ thương quá. 20 là 24 đồng 95 sen, 98 sen như 25 đồng bụi đó bà con, đẹp. Lần đầu tiên Lan cũng mới thấy. Rồi đi qua đường bên khác nữa nha bà con. Rồi ơi, bên đây nó bán cúc đủ loại, nguyên một xe nè, rồi nhiều loại bông nữa mình cũng không biết tên hết bà con ơi. Có bán thược dược nữa, là Lan thấy qua thược dược nữa nè. Đó, rất là nhiều loại bông. Mình mới vậy à, nhầm người thích trồng bông á, đi lên nên nên đi lại Banh Đình mua bà con. Đó, ở dưới này nữa nè, nguyên một cái len đi dài xuống nha. Đó, quá trời luôn rồi. Bên đây mấy cái cây kiểng bên đây nữa nè bà con. Bên đây là mấy cái dạng giống như là kêu sao ta, trường xanh á, với một trụ. Đó, cái dãy bên đây là nó bán một trụ với trường xanh nè. Mấy cây này một trụ nhiều lắm, nhiều loại lắm. Đó, một lọ chậu vậy 6 đồng, 5 đồng chín mấy sen gì 6 đồng đi. Rồi đây mấy cây kiện. Bên đây nó bán hoa lài nè bà con, mà chậu nhỏ thôi nha, 10 đồng 9 đồng chín mấy sen. Bên đó là hoa chuối, rồi dài lên trên nó cho bán đủ hết bà con ơi. Nó lớn, nó rộng dữ lắm. Rất là bự nha. Đó, để làm quay sơ cho bà con coi. Còn trên mép trên xa xa đó bán chậu đó, đủ loại chậu hết. Còn trong này là phân, rất là nhiều loại phân nha. Đó, rồi trong mấy cái cây mình làm vườn rồi đó, rất là nhiều. Đây, nãy giờ Lan mua được mấy cái rồi đây. Nãy đi vô trong mua mấy cái cây đang ghim cà đó bà con. Đó, Lan mua dưa leo, cà, bông. Đó, rồi quế. Rồi bây giờ đi ra xe nha bà. Đây, vô mua chút xíu, hết 66 đồng rồi bà con ơi. Đây, nãy giờ vô Banh Đình mua chút xíu, 7 thứ hả, hết 66 đồng. Thấy gì chứ, một cái mười mấy đồng, 10 đồng, mười mấy đồng, 4-5 đồng nè. Hết 6 mấy đồng à. Nãy giờ ông trời ông buồn tới hù à. Bây giờ ông mới phật sáng lại đó bà con. Thôi giờ Lan chắc lên xe về nha. Rảnh ra ngoài chờ vườn trồng. Cây cà thì mua bự lắm nè, ra có trái luôn rồi nè. Đó, 12 đồng, 11 đồng 99. Cây cà đang có bông bự quá nè bà con, thấy không? Đó, cây cà đại luôn cho rồi, 12 đồng. Không biết lấy lại vốn ăn đủ không nha. Đó. cà tím bà con, cà tím. Đó, cà tím. Quế, dưa leo, cà tomat. Nãy là không mua trái 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 kia này vậy. Chồng nó chướng đắt quá à. Thôi bây giờ Lan chắc lên xe đi về nha. Đây, chạy vô mua cây để làm vàng su, để làm su nha bà con, làm xào su, đựng bẻ su, với mua thêm 3 bao phân nữa. Là chạy nãy chạy ngược vô mua thêm nữa nè, chạy về nhà chạy mua nữa, hết 76 đồng. Ngày qua 6 mấy đồng nữa, 130 mấy đồng rồi đó. Ngày mai bắt đầu làm vườn. Bữa nay Lan chạy ngược lại Banh Đình, đang Lan mua chanh dây nha bà con. Tại đi 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 mua chanh dây về làm đồ ăn á, 3 trái mà 5 đồng, nên bây giờ tức quá đi mua về trồng coi. Bữa hồi ngày trước người ta bán quá trời nhiều, mà có một bữa sau mình lợi nó, người ta mua hết trơn rồi bà con ơi. Bây giờ Lan còn có mấy cây lựa đỡ đi.
Bữa trước Lan quay phim nó còn nhiều quá trời luôn đó. Bây giờ Lan đang lựa mua nè. Đang lựa ba cây coi. Để Lan coi cây nào tốt nha. Rồi mình phải đi hỏi cái thằng bán ở đây nè, cái người ta sơ bịch người ta làm ở đây á. Lan định mua ba loại nha, loại chanh dây màu thường á, trái nâu nâu với một chanh dây đỏ với chanh dây vàng, mà Lan phải đi hỏi cái người mà ta làm nhà vườn á, coi ba cái mình trồng chung á nó được không hay là nó chết hay là sao đó, chút xíu nữa Lan đi hỏi đó. Bây giờ đang đứng lựa đây, lựa chanh dây ngộ với sợ bà con thấy không, nó màu vàng riêng biệt luôn, rồi nó có màu đỏ. Đây chỗ này người ta bán bông lan giống với bà con loại chút xíu à, chỉ có một tép nhỏ thôi là 8 đồng 77 cent rồi bà con. Thì bây giờ lấy lan lựa coi có loại nào mình vừa ý mình mua, chừng hai cái thôi, chứ ở đây nhầm cái nhà lan có rồi nha. Cái loại lan này Lan thấy ở bên Singapore ta trồng nhiều lắm bà con, rất là đẹp nha. Xin chào cả nhà nhé. Sáng đi banh đình qua không, ông trời ông buồn quá bà con ơi, nè lan mới mua nè ha, ba cây chanh dây luôn, rồi hai cây bông lan, để qua lan quay cho bà con coi nha, lan mua cái gì ở banh đình nha. Hôm nay là mua ba đợt rồi, tổng cộng hết hình như 160 mấy đồng rồi, gần 170 rồi, là bữa nay là 438 39 đồng nữa rồi. Lan mua ba loại chanh dây nha bà con, ở đây cái loại màu vàng nha, rồi ở đây cái loại màu trái thường á, bình thường mình xà mua hoài ha, còn bên đây cái loại này thì rất là đặc biệt nè bà con. Mình hỏi cái ông Tây rồi, trồng ba thứ này vô một cái lỗ có được không, ông nói được đó. Cái trái này màu đỏ ha, đẹp quá ha bà con đó. Còn ở đây lan lan trúc á bà con, ở Việt Nam không biết kêu lan gì chứ ở đây thì kêu mấy chị em kêu lan trúc đó. Còn ở đây lan này thì mình trồng giống như cái lan, không biết lan loại này tên gì gì tiếng Việt nha, mà như ở Singapore lan qua bển lan thấy nó trưng ở thị trường nhiều lắm. Đi mua ba đợt cũng hết 170 mấy đồng để về nhà mình trồng rau cải làm vườn đó bà con. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim, bà con yêu thích Lan nhớ đăng ký ủng hộ giùm. Lan thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà, bye bye bà con.